Em với anh ấy bây giờ thế nào? Chúng ta của 8 năm sau tập 31 mở thì màn hỏi với là cảnh bác sĩ Tuấn tỏ tình với em Dương. còn cảm xúc với Đầu anh ấy tiên không? Tuấn hỏi Dương về cảm xúc của cô với Lâm. Dương cũng không phủ nhận việc mình vẫn có cảm xúc với tình cũ, vì đó từng là thanh xuân của cô. Thế nhưng Dương cũng nói rằng thanh xuân của mình đã khép lại vào 8 năm trước. Không để lỡ cơ hội, Tuấn lập tức tỏ tình với người thương. Có anh nói, nếu như bây giờ anh thực sự nghiêm túc muốn trở thành một anh phần một hiện phần tại của em nghĩ như thế nào? Không rõ Dương có nhận lời Tuấn hay không, nhưng trong cuộc nói chuyện với đồng nghiệp sau đó, cô úp mở rằng rồi ai cũng phải có bạn trai. Tuy nhiên, đồng nghiệp của Dương vẫn bắn tính bắn nghi và cho rằng Dương rất có thể đã ngụy tạo ra một người bạn trai để đối phó với ông sếp dê sòm. Nào ngờ đúng lúc Dương và đồng nghiệp đang nói chuyện thì sếp Khiêm và cả Lâm cũng có mặt. Lâm sững sờ khi nghe nhắc tới bạn trai của Dương. Ở một diễn biến khác, cuộc hôn nhân của Nguyệt và Tùng vẫn căng như dây đàn. Nguyệt tiếp tục gặp Tùng để khẳng định mong muốn được ly hôn của mình. Cô nói, cho dù tôi có cố gắng bao biển cho anh cả ngàn lần đi chăng nữa, thì khi lên giường nhắm mắt lại, tôi cũng chỉ nhớ đến sự phản bội của anh dành cho tôi. Và tôi biết là mình sẽ không bao giờ có thể quên được. Người ta thường nói phụ nữ có thể tha thứ chứ không thể quên. Nhưng tôi thì lại khác. Không thể quên, tức là không thể chấp nhận, không thể tha thứ. Và nếu như tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi sẽ tiếp tục phải sống với sự bất hạnh đấy. Và nếu như vậy thì tôi sẽ không tốt cho cả anh và tôi.